Thôi nào, chúng ta dẹp qua những cái xích mích ở ngoài sân thi đấu để đi vào trận đấu lần thứ 3 để tìm ra nhà vô địch trong cái hôm nay. Rồi, đã sẵn sàng cả hai đội và cùng nhau đếm ngược. Thầy mệt quá rồi. 3, 2, 1, cố gắng giải quyết trận đấu đi, bắt đầu. Cố gắng giải quyết trận đấu đi nào. Cố gắng giải quyết trận đấu đi. Sơn Việt đã có những lợi thế đầu tiên khi tiến vào. Vâng, Sơn Việt đã có. Nhưng khi Sơn Việt gọi, Hồ Anh ngay lập tức trả lời. Và tỷ số bây giờ tạm thời đang là 5 đều ở giây thứ 167. Hồ Anh đi vào bóng màu xanh. Sơn Việt đã có một chút lợi thế rồi. Sơn Việt đã có bóng màu xanh. Tuy nhiên ngay lập tức Hồ Anh cũng đã trả lời, đã trả bằng một quả bóng màu xanh rồi. Tỷ số bây giờ đang là 15 đều. Vâng, quả bóng màu đỏ không được rồi, không được rồi, lại bắt đầu. Vâng, và chúng ta rất là khó để tìm ra nhà vô địch nào. Hay là bây giờ với tinh thần fair play, chúng ta nhường nhau đi một chút đi.